Xin chào các bạn Bitcoin thì cuối cùng cũng đã có một cái đợt điều chỉnh điều chỉnh tổng cộng là 16,94% Ở cái lúc mà thường là cái video này Thì đây là một cái đợt điều chỉnh mà chúng ta cũng đã chờ đợi từ bấy lâu nay như mà nào mà theo dõi thuần capital trong vòng hơn một tuần qua Thì cũng đã biết là chúng ta vẫn luôn chờ đợi một cái đợt điều chỉnh của Bitcoin thì trong video ngày hôm nay chúng ta nói tới rất là nhiều điều tại vì ngày hôm qua thường à, bận với lại gia đình hôm qua là ngày lễ Thanksgiving ngày lễ tạ ơn cho nên dành thời gian với lại gia đình cho nên không có video và thường cũng muốn chúc những bài nào mà ở Hoa Kỳ ăn lễ Thanksgiving thì có một cái Thanksgiving vui vẻ bên gia đình thì chúng ta sẽ nói về rất nhiều điều ngày hôm nay đương nhiên chúng ta sẽ nói về tình hình của Bitcoin tâm lý thị trường bây giờ là như thế nào sau khi mà chúng ta thấy cái cuộc điều chỉnh này thì mọi người bây giờ là đang có những hành động như thế nào Chúng ta đương nhiên cũng sẽ nói về Allcoin, Các bạn thấy được là Allcoin cũng đã điều chỉnh đi theo Bitcoin Và có rất nhiều bạn hỏi thuận về tại sao mà khi mà Bitcoin điều chỉnh lại Thì Allcoin cũng đã đi theo Bitcoin Thì đây là một trong những hiện tượng mà chúng ta thấy rất là bình thường ở Trong thị trường crypto này Có thể là nhiều bạn mới vừa tham gia thị trường này cho nên cảm thấy lạ Nhưng mình cũng sẽ dành một chút thời gian Để mà chia sẻ với các bạn về cái chu kỳ Bitcoin và Allcoin Và cái sự quan hệ như thế nào Khi mà chúng ta nói tới cái sự quan hệ về mặt giá cả và chúng ta cũng sẽ nói tới một số những cái yếu tố à, mà nhiều người cho là dẫn đến cái sự mà sụp giá mạnh trong cái đợt kỳ này như là yếu tố liên quan tới những cái lệnh long bị thanh lý trên những cái sàn margin và thường cũng sẽ chia sẻ một số thông tin về trung bình giá đây cũng là một trong những điều mà nhiều bạn muốn thường đề cập đến và chúng ta sẽ nói tới những gì đang xảy ra như là Bitcoin vẫn đang được di chuyển dựa theo những cái thống kê được đưa ra từ những cái nguồn như là crypto coin thì điều này có nghĩa là gì? Chúng ta cũng sẽ nói về tình hình của cổ phiếu tại vì cũng lâu rồi chúng ta không có nói về tình hình của cổ phiếu thường chúng ta sẽ dành thời gian để mà chia sẻ về tình hình của cổ phiếu và đặc biệt là khi mà chúng ta nói tới những điều này thì Bitcoin đóng vai trò gì trong cái tình hình tài chính nói chung Chúng ta sẽ nói tới một số những cái thông tin mà nổi bật mà tôi nghĩ các bạn cũng cần phải nên biết đến đó chính là thông tin liên quan tới sàn OKX đã mở lại cho người ta rút tiền ra khỏi sàn và nhiều bạn hỏi thuận về vấn đề này tôi nghĩ như thế nào và một những thông tin rất nổi bật đó chính là cảnh sát Trung Quốc đã thu giữ 4,2 tỷ đô la crypto thì đây có nghĩa là gì mà tại sao mà nhiều người trong thì crypto rất là quan tâm đến thì đây sẽ là những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mời đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và những bạn nào mà chưa có theo dõi thuận khác video trên những cái mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới cái video này tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Facebook, Twitter và Telegram và đương nhiên những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận capital khi mà các bạn tham gia vào những sàn giao dịch thì bấm cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái chi tiết nhưng mà trong video thằng muốn chia sẻ hai điều với các bạn đầu tiên hết là liên quan tới sàn nepx sàn nepx cho mọi người đã biết là một chương ưu đãi là các bạn đăng ký thông qua link Thuận capital các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí và hiện bây giờ thì SNAPX đang có một cái chiến lược, chiến lược này sẽ kéo dài từ ngày 28 tây tháng 11 cho đến ngày 6 tây tháng 12. Thì trong khoảng thời gian này các bạn tạo chương mục mới hay là các bạn đã có chương mục SNAPX dưới link của thùng Capital thì các bạn chỉ cần nạp tối thiểu là 50 đồng. Tether thì các bạn sẽ được thưởng 2.000 điểm Snap và các bạn chỉ cần giao dịch một lệnh trong thời gian chiến lược là từ ngày 28 tây tháng 11 cho đến ngày 6 tháng 12 các bạn chỉ cần giao dịch một lệnh mà thôi thì các bạn có thể được hưởng 2.000 điểm Snap tương đương cho mọi người đã biết là khoảng chừng là 20 đô la và điểm Snap các bạn có thể dùng để mà trả phí giao dịch ở trên sàn NapX các bạn chỉ cần là nạp 50 đồng Tether vào trong chương mục của bạn thì các bạn có thể được hưởng cái lợi ích 2.000 điểm snap này và đặc biệt hơn là cuối cái chiến dịch này sau ngày 6 tháng 12 đó thì Thuận Capital sẽ bốc thăm cho 8 bạn may mắn sẽ được trúng thưởng 30 đồng Tether và đây sẽ là những bạn mà đã nạp ít nhất là 50 đồng tether trong cái thời gian chiến lược là ngày 28 tháng 11 cho đến ngày 6 tháng 12 và sáng cũng đã chia sẻ là những bạn nào mà đã để lại comment bốc thăm trúng thưởng trong vòng 10 video mà thuận đã đề cập đến trong cái video 792 và 801 thì tất cả những bạn mà đã trúng thưởng là đồng tether 30 đồng USDT tổng cộng cho mỗi một bạn đã được gửi vào chương mục sáng của các bạn trực tiếp nhưng mà nào mà vẫn chưa nhận được thì để lại comment ở phía dưới cái video này để Thuận à, liên lạc với sàn Nepex Và Thuận cũng muốn chia sẻ thêm về sàn Binance thì bạn cũng đã biết là tình hình liên quan tới sàn Binance à, Thì cái chương mục cũ của Thuận trong vòng khoảng chừng 10 ngày nữa là sẽ không còn hoạt động Tại vì chương mục đó đã được tạo cách đây hơn 3 năm, hồi năm 2017 và lúc đó sàn Binance vẫn cho người Hoa Kỳ sử dụng Nhưng mà bây giờ sàn Binance đã ra quyết định là sẽ không hỗ trợ người Hoa Kỳ Cho nên cái chương mục đó sẽ không hoạt động trong khoảng chừng là 10 ngày nữa Nhưng mà Thuận cũng đã chia sẻ với các bạn trên những mạng xã hội cũng như là trên channel này Là các bạn có thể đăng ký thông qua chương mục mới để các bạn có thể được nhận nhiều ưu đãi hơn là cái chương mục cũ Các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch Spot, nghĩa là giao dịch bình thường Hay là 10% phí giao dịch Futures khi mà, đăng ký đương nhiên các bạn chỉ cần đăng ký một trong hai cái link này mà thôi thì sẽ có hiệu lực cả hai và nhiều bạn hỏi thuận thì nếu như mà các bạn đã đăng ký thông qua link của thuận capital trước đây thì cái chương mục đó có sẽ bị vô hiệu hóa trong vòng 10 ngày hay là không thì không phải các bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng chương mục cũ của mình nhưng mà chỉ là sau khi mà chương mục của thuận bị đóng lại thì sẽ không có còn khả năng để mà giảm 20% phần trăm phí giao dịch cho các bạn Các bạn muốn tiếp tục hưởng phần trăm giảm thì các bạn hãy đăng ký qua cái link mới Chúng ta bây giờ hãy nói tới những cái thông tin rất quan trọng mà thường nghĩ các bạn cần nên nắm trong thời gian này thì trước hết ngày hôm qua là ngày lễ Thanksgiving, ngày lễ tạ ơn thì thường cảm ơn các bạn đã đồng hành với thùng Capital năm 2021 sẽ là một năm rất là sôi động. Lý do thì những bạn nào mà theo dõi thùng Capital thường xuyên thì cũng đã biết và thời gian trôi qua thì sẽ rất là nhanh các bạn. Các bạn đã thấy được là đây đã là cái lần thứ ba mà Thuận để Happy Thanksgiving từ khi mình thành lập cái channel cho ta bây giờ như mà nào mà đã biết Thuận từ cái Thanksgiving của năm 2017 thì hãy để, để comment ở phía dưới Và Thuận cảm ơn những bạn mà đã cùng đồng hành từ bấy lâu nay cũng như là muốn welcome những bạn mới vừa tham gia vào chương này và vừa biết đến Thuận Capital Thì chúng ta bây giờ hãy nhìn vào những cái thông tin liên quan đến tình hình thị trường và tâm lý của thị trường thì trước hết chúng ta hãy nói về Bitcoin đi thì các bạn thấy là Bitcoin thì đã có một cái đợt sale Black Friday Thì cái đợt sale Black Friday này à, Một lát nữa sẽ nói tới một cái cuộc bỏ phiếu Thường đã tạo ra ngày hôm qua Và tình hình của bỏ phiếu như thế nào Nhưng mà nào mà con thú muốn bỏ phiếu Thì thường sẽ để cái link phía dưới là Black Friday này các bạn sẽ làm gì Và các bạn thấy được là Black Friday là một cái ngày lễ Mà có rất nhiều những cái cửa hàng sẽ giảm giá Và các bạn thấy được là dùng crypto cũng đã giảm giá Black Friday Tại vì giá Bitcoin đã bị giảm xuống 16,94 thì nói thật ra nếu như mà các bạn nói là các bạn rất bất ngờ thì thấy Bitcoin rơi từ cái mức là gần như là 19.500 đô xuống thì còn có cái mức thấp nhất của ngày hôm qua là khoảng chừng 16.200 đô và bây giờ cái mức là khoảng 16.753 cái lúc mà thường là video này thì có thể các bạn không có theo dõi channel Thuận cá thường xuyên tại vì đây là một cuộc điều chỉnh mà chúng ta đã chờ đợi hơn 7 ngày qua thì chúng ta cũng không có gì gọi là quá bất ngờ tại vì các bạn thấy được bitcoin lên liên tục thì đương nhiên phải có cái cuộc điều chỉnh không có gì mà lên liên tục hết mà cũng không có gì mà xuống liên tục hết các bạn thấy được là lên nhanh thì cũng đi xuống nhanh mà thôi tại vì đây là một trong um, những cái sự phản ứng của thị trường các bạn thấy được là thị trường thì không phải đi lên từ từ hay là đi xuống từ từ tại vì thị trường thì có rất là nhiều cái sự lo sợ cũng như là cái lòng tham nổi lên khi mà giá tăng thì mọi người nổi lên lòng tham đẩy tiền vào cho nên giá tăng thì tăng rất là nhanh nhưng mà khi mà người ta sợ thì mọi người lại ào ạt bán dẫn tới giá xuống rất là nhanh tại vì cảm xúc là chiếm lĩnh cả thị trường này chúng ta sẽ nói thêm về tâm lý của thị trường một lát nữa nhưng mà cái cuộc giảm giá này các bạn thấy được là điều chỉnh cũng là một điều mà chúng ta cũng đã dự đoán được chỉ không biết là khi nào mà thôi và càng đến gần 2.000 20 đô thì cuộc điều chỉnh càng có cơ hội cao xảy ra đây là một điều mà thường đã chia sẻ với các bạn trong những video trước đây thì các bạn thấy được là tình hình mà Bitcoin điều chỉnh 16,94% khi mà Bitcoin đang tiến trở về để mà muốn thử lại cái mức cao nhất từ trước tới bây giờ là các bạn cũng đã biết là khoảng chừng là 20.000 đô cái đường màu trắng các bạn nhìn thấy trên màn hình thì điều chỉnh 16,94% có nhiều quá hay là không so với lại trước đây thì chúng ta hay nhìn vào lịch sử thì các bạn thấy được là chúng ta đi ngược trở về của đầu năm 2017 đi thì các bạn thấy được là đầu năm 2017 thì cũng như là tương tự thời điểm bây giờ là Bitcoin vẫn chưa có phá được cái mức cao nhất của cái thời điểm đó đó chính là 1157 đã được tạo ra trước đó thì đầu năm 2017 thì Bitcoin cũng có một sự tăng trưởng tương tự như thế đợt này tăng trưởng rất là nhanh và đã chạm cái mức là 1157 có nghĩa là thử cái mức cao nhất từ trước tới bây giờ nhưng mà ngay sau đó thì các bạn cũng đã biết là Bitcoin đầu năm 2017 hồi đầu tháng 1 thì cũng đã đi xuống liên tục nhiều ngày và cái đợt điều chỉnh khi mà giá của Bitcoin của năm 2017 mà chạm cái đỉnh của cái đợt trước đó là 1157 đó thì sau khi mà chạm thì giá Bitcoin đã điều chỉnh xuống 35% sau đó các bạn thấy được là Bitcoin lại tiếp tục cái sự tăng trưởng kế tiếp và lại muốn thử lại cái đường màu trắng này coi như là cái mức cao nhất ở thời điểm trước đó. Và đợt này thì Bitcoin đã thành công qua khỏi cái mức đó nhưng mà cũng không qua khỏi được bao nhiêu lâu thì lại bị điều chỉnh trở lại 18,43% và kế đó nữa các bạn thấy được là Bitcoin một lần nữa À, lại muốn qua khỏi cái mức này nhưng mà Bitcoin thì lại tiếp tục lần thứ ba bị kéo ngược trở xuống và cái đợt này thì đã xuống 29,28% mãi cho đến lần thứ tư các bạn thì được lần thứ tư khi mà Bitcoin muốn thử lại cái mức cao nhất trong cái đợt đó có nghĩa là cái mức 1.100 57 đô của năm 2013 Thì sau đó các bạn thấy được là lần thứ tư Thì Bitcoin mới thật sự là qua khỏi cái đường màu trắng này Và khi mà cũng bị kéo ngược trở xuống Bị điều chỉnh lại Thì cái đường màu trắng này Cái mức mà cao nhất thời điểm đó Đã trở thành cái dùng hỗ trợ Và Bitcoin đi lên từ đó Và không trở về cái mức 1 bảy này nữa Từ năm 2017 cho đến bây giờ Có nghĩa là Bitcoin bắt đầu thử là đầu năm 2017 cái mức cao nhất ở thời điểm trước đó nhưng mà mãi cho đến tháng 4 thì Bitcoin mới thực sự là rời khỏi cái mức đó có nghĩa là cái tốn thời gian cũng là vài tháng để Bitcoin thử đi thử lại nhiều lần thì cũng tương tự các bạn có nghĩ là đợt này Bitcoin có thể nào mà một bước duy nhất qua khỏi cái mức 20.000 đô và sẽ không nhìn trở lại hay là không Thu này không nghĩ gì, Thu nghĩ là càng đến 20.000 đô thì cái sức bán càng mạnh, rất nhiều người đã chờ sẵn ở cái mức là gần 20.000 đô như Thu đã chia sẻ với các bạn cho nên khi Bitcoin càng lên thì cái sức bán nó sẽ càng mạnh hơn và thường không nghĩ là Bitcoin sẽ phá ngay lập tức và không trở về nữa, thường nghĩ là cũng tương tự như năm 2017 khi Bitcoin muốn phá cái đỉnh cũ trước đó thì Bitcoin phải thử liên tục là 3 lần. Sau đó lần thứ tư thì mới thực sự là rời khỏi cái mức này. Cái mức mà cao nhất của thời điểm trước đó thì đợt này thường nghĩ là cũng sẽ có cái điều tương tự xảy ra. Tại vì các bạn thấy được là mỗi một lần khi mà Bitcoin đi ngược trở lên và muốn thử cái mức cao nhất 20.000 đô thì sẽ có người chờ sẵn đi mà bán. Tại vì các bạn cũng đã thấy là 20.000 đô là một trong những cái mức mà nhiều người tích lũy đô này có thể là họ muốn chốt lời cái mức này. Hay là nhiều người có thể nghĩ là 20.000 đô là một cái dùng cản tâm lý mạnh. Cho nên càng nhiều người nghĩ như vậy thì càng nhiều người sẽ đặt lệnh bán ở 20.000 đô. Nhưng mà mỗi một lần mà Bitcoin đi ngược trở lên mà thử cái mức là 20.000 đô hay là gần cái mức đó thì cái lực bán càng ngày sẽ càng thấp xuống tại vì đương nhiên người bán thì cũng có bao nhiêu đó người mà thôi thì mỗi một lần mà Bitcoin đi trở lên thì cái số người đã bán rồi họ sẽ không còn Bitcoin để mà bán được kế tiếp thì các bạn thấy được là càng ngày thì lực bán sẽ càng, giảm, sẽ càng giảm sẽ càng giảm sẽ càng giảm và sau 3 lần 4 lần như là năm 2017 thì các bạn thấy được là Bitcoin đã rời khỏi cái mức 1.157 và không trở lại nữa tại vì khi mà Bitcoin đi trở lên thử đường màu trắng này thì lần đầu tiên có rất nhiều người chờ sẵn để mà bán lần thứ nhì thì có ít người chờ hơn lần thứ ba thì lại có ít người chờ hơn tại vì bạn thấy là cái số lượng người bán càng ngày càng giảm xuống tại vì những người đã muốn bán họ đã bán rồi cho nên mỗi một lần mình thôi trở lại thử thì cái lực bán sẽ giảm xuống và cơ hội phá và không trở lại cái mức đỉnh cũ là sẽ càng nhiều hơn Đợt này tôi nghĩ là cũng sẽ cái điều tương tự Cho nên đây chỉ là cái đợt đầu tiên tôi nghĩ là Bitcoin muốn thử lại cái mức cao nhất từ trước tới, tới bây giờ như là thường chia sẻ trước đây uh, trong cái video mà thường đã đăng cái đi hai ngày thì nhiều người uh, thường thì nói là bịch con cao nhất từ trước tới bây giờ là khoảng hai 000 đô nhưng mà thật ra tùy theo sàn các bạn thấy được là cái mức đó là cái mức mà cao nhất của định cũ cho nên giá dao động rất là mạnh giữa các sàn mà các bạn thấy được là cái mức thấp nhất tùy theo sàn là có thể là 19.600 đô cho đến 19.900 đô như là trên sàn Gemini. Mức thấp nhất thường nhớ hình như là ở sàn Kraken chỉ có là 19.650 đô mà thôi. Thì Bitcoin cách đây một ngày mà ở cái mức là 19.500 đô thì coi như là cũng đã muốn thử là cái mức cao nhất từ trước cho tới bây giờ rồi. Cho nên Bitcoin coi như đã thử lần đầu tiên chúng ta phải xem coi coi những giờ kế tiếp khi bitcoin trở lên để mình thử mức cao nhất thì lực bán còn bao nhiêu chúng ta hy vọng lực bán sẽ giảm xuống từ 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 và các bạn sẽ thấy được là cái phần trăm đi xuống nó sẽ thấp hơn thấp hơn nhưng mà cái đợt này các bạn thấy là chúng ta chỉ mới thấy cái đợt điều chỉnh là 16,94% mà thôi trong khi mà các bạn thấy được cái đợt điều chỉnh đầu tiên của năm 2017 thì đợt điều chỉnh này lên tới 35% cho nên bây giờ nhiều người đang lo lắng là không biết là Bitcoin có tiếp tục đi xuống nữa hay là không. Đương nhiên là chúng ta không thể nào biết được. Nhưng mà các bạn thấy được là cái mức mà Bitcoin trở xuống 16.000 đô này cũng là một cái mức mà tôi nghĩ là nhiều bạn cũng rất là vui. Tại vì rất nhiều bạn thì để lại comment là hy vọng Bitcoin đi chở xuống 16.000, 15.000 để có thể là gom thêm Bitcoin. Chuẩn bị chờ ngày mà Bitcoin go to moon. Nhưng mà các bạn thấy là khi mà Bitcoin lên giá thì nhiều bạn hy vọng Bitcoin đi xuống giá để mà mua Nhưng mà khi mà Bitcoin đi xuống giá thì nhiều bạn lại không dám mua Tại vì không biết là Bitcoin còn xuống nữa hay là không Thì đây là cái tâm lý rất là bình thường Các bạn thấy được là cả hai đều bị chiếm lĩnh bởi lòng tham Các bạn thấy được là khi mà Bitcoin lên cao Thì nhiều người muốn có thêm Bitcoin để có thêm lợi nhuận Tại vì nghĩ là Bitcoin sẽ tiếp tục tăng trưởng Nhưng mà các bạn thấy được khi Bitcoin đi xuống Thì nhiều người lại muốn chờ đợi cho Bitcoin xuống thấp hơn nữa Để mua được cái giá thấp hơn trên căn bản các bạn không thể nào mà biết được là cái đợt cao nhất là bao nhiêu thấp nhất là bao nhiêu các bạn chỉ có thể đưa ra những cái chiến lược cho bản thân mình như là một trong những chiến lược mà thường nói tới đó chính là chiến lược trung bình giá chúng ta cũng sẽ nói thêm về một lát nữa tại vì thường thấy là có rất nhiều bạn mới vừa tham gia channel này nên cũng không rõ về trung bình giá nhưng mà đây là những điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn